Hôm nay Minmobile xin giới thiệu một cái sản phẩm mới, đó là một cục sạc dự phòng có chức năng sạc không dây đầu tiên tại Việt Nam, OK B98K. Thì đây là một sản phẩm rất là mới. Ở bên ngoài á, thì được làm bằng vỏ nhựa với một miếng cao su. Đây là cái phần tiếp xúc với cái thân máy. Thì cái phần này á, được làm từ cao su mềm, nên khi đặt lên phần lưng máy á, đặt lên phần lưng á, thì nó sẽ không có làm trầy cái phần lưng này. Đó. Ngoài ra cái cục sạc này á, vẫn được trang bị hai cổng micro USB. Bạn có thể sạc cho những cái chiếc điện thoại mà không được trang bị sạc nhanh. Đó. Ngoài ra khi mà bạn dùng cái sạc dự phòng này á, thì nó tiện lại một chỗ là khi ban đêm á, sạc rất là đơn giản. Bạn chỉ cần mở cục sạc dự phòng lên, sau đó đặt chiếc điện thoại của bạn lên trên sạc dự phòng là có thể sạc được cho chiếc điện thoại của bạn rồi. Bạn không cần phải cắm dây hoặc là dây nhựa cắm vào, rất là phiền phức. Đó là một điểm rất là nổi bật. Thì sản phẩm này á, có dung lượng là 7000mAh. Dung lượng là 7000mAh và có rất là nhiều màu sắc phù hợp với mọi lứa tuổi, cho phép bạn dễ dàng lựa chọn. Thì cái giá của cái sản phẩm này á, chỉ 450.000, chỉ bằng một cái cục sạc không dây ở ngoài thôi, nhưng mà được trang bị thêm sạc dự phòng, nó rất là tiện lợi. Thì bạn có thể đến Minmobile để trải nghiệm cái sản phẩm này bất cứ lúc nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.